À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một lô đĩa MD bao gồm 20 chiếc. Đây là cái lô mà em tuyển lựa từ hàng trăm chiếc trong thời gian vừa qua cập bến shop em. Tức là đây là những cái đĩa được tuyển lựa hết sức là kỹ lưỡng, và mục đích của em khi lên sóng cái lô này là dành cho cái nhóm khách hàng khó tính, những người là dân chơi đĩa MD chuyên nghiệp đang muốn tìm kiếm một cái lô nó có chất lượng và cái độ ổn định cao. Trong lô này bao gồm 16 chiếc của hãng Sony, độ dài 80 phút, và 4 chiếc ở hàng dưới cùng là những thương hiệu khác. Bác nào mà đang có nhu cầu về đĩa MD thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Giá thì nó chạy đều theo theo độ đẹp xấu của đĩa cũng như là độ dài của đĩa, rồi ví dụ như là không muốn lấy vỏ bảo vệ thì giá nó sẽ mềm mại hơn. Nói chung là cứ hễ có nhu cầu cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo với em sẽ gửi ảnh và sẽ báo giá cụ thể. Chúng ta sẽ đến với cái lô trước mặt này. Các bác có thể thấy là cái hàng bên trên là chúng ta có 12 cái vỏ màu trắng ngà của Sony, tất cả đều là đĩa 80 phút. Cứ 4 cái là cùng một loạt series. Phía bên trên này là chúng ta thấy một loạt vỏ trắng. Cảm giác là vỏ trắng thì nó giống nhau nhưng thực sự nó không giống nhau đâu ạ. Bốn cái hàng trên cùng này thì nó giống nhau. Các bác để ý này, cái đĩa này thì nó có một cái vạch mờ ở đây. Đấy. Để phân biệt với cái hàng dưới cũng là đĩa 80 phút nhưng nó không có cái vạch mờ đó. Các bác nhận ra chưa? Rõ ràng là nhìn vỏ trắng như nhau nhưng mà nó ở hai cái loạt series khác nhau. Đối với đĩa Sony ấy, thì nó có chất lượng cao nhất trong tất cả các thể loại đĩa MD của Nhật Bản. Do vậy chơi đĩa Sony là một cái giải pháp an toàn, tin cậy nhất. Loạt 4 cái cũng màu trắng ngà ở bên dưới đây thì nó là cái phân khúc basic đĩa 80 phút, đĩa basic chữ đỏ nha. Tất cả những cái đĩa này đều được em tuyển lựa bằng cảm quan hết sức là kỹ lưỡng và tất cả đều có vỏ bảo vệ. Chúng ta đến với cái hàng thứ tư. Ở đây chúng ta có hai cái màu sắc này. Một cái màu đỏ và một cái màu xám. Cả hai cái này đều là đĩa 80 phút. Và đây chúng ta có hai cái vỏ màu cũng là màu trắng, trắng đục, là dòng BNK đĩa 80 phút. Như vậy là chúng ta có đến 16 cái của Sony. Một cái lô cực kỳ hàm lượng nha. Một cái giải pháp chơi cực kỳ an toàn trong cái vấn đề ghi thâu. Và em nghĩ cái lô này nó sẽ hài lòng tất cả những khách hàng, kể cả dù là khó tính đến mấy. Chúng ta đến với cái hàng cuối cùng. Vâng, chúng ta có một cái đĩa lòng vàng chất lượng cao của hãng TDK thuộc loạt series Music Jack. Ở cái đĩa này thì độ dài chỉ là 74 phút nhưng nó là đĩa lòng vàng xịn sò. 74 phút thật đấy, thế nhưng mà giá trị thì nó cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với những cái đĩa lòng trắng thông thường. Không phải lúc nào các bác cũng có thể vớ được những cái đĩa lòng vàng đâu nha. Đĩa MD thì nó có 3 phân khúc: đĩa lòng trắng, đĩa lòng vàng và đĩa bạch kim. Đĩa bạch kim thì nó siêu hiếm, đĩa lòng vàng nó cũng rất hiếm. Trong lô hàng trăm cái cũng chỉ có vài cái là đĩa lòng vàng thôi ạ. Và chúng ta có một cái của hãng Maxell rất đẹp, độ dài 80 phút, vỏ màu trắng trong. Và cuối cùng chúng ta có hai cái đĩa chất lượng cao của hãng TDK. Đây là dòng đĩa lòng trắng chất lượng cao, đĩa 74 phút dòng XG chữ đỏ. Dòng này thì không có nhiều dân chơi tại Việt Nam được sở hữu nó đâu ạ.
Tuy là đĩa 74 phút nhưng đây là dòng đĩa chất lượng cao cao nhất trong cái phân khúc đĩa lòng trắng của hãng TDK nha. Chơi audio các bác hay để ý những cái dòng chữ như là XS này hay là XG thì đó là một cái dấu hiệu để cho chúng ta biết đó là cái loạt series hoặc nó ở cái phân khúc cao cấp đắt tiền nha. Em xin nhắc lại cái lô này bao gồm 16 cái đĩa của hãng Sony có độ dài 80 phút và bốn cái còn lại là thuộc về hai thương hiệu đó là TDK và Maxell. Em lên cái lô đĩa này với cái mục đích là phục vụ khách hàng khó tính nha, chứ không phải là phục vụ khách bình dân mà là những ông chơi đĩa MD có sừng có mỏ khó tính và đang muốn đi tìm kiếm một cái lô đĩa có chất lượng cao, độ ổn định cao để các ông ấy phục vụ cái quá trình ghi thâu của mình. Về giá thì em xin phép không báo ở đây. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cái lô này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin lưu ý, muốn đĩa rẻ em cũng có, đĩa tầm này em cũng vẫn còn nha. Thích chi chiều nữ, em còn hàng trăm cây đĩa em đi chứ không ít đâu ạ. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.